Chào anh em nha. Trở lại kinh máy công cụ Đức Tùng, em xin review con tháo lớp xe nha anh em. Đây con này nước sơn nó còn nguyên bản luôn nha. Đây. Con này bốn chân nha anh em. Đây cái này gì G770 gì đây. Đây chân này là chân chạy cái chạy mâm nè, chân này chân ép vỏ nè, chân này là bàn ga vô nè, chân này là ngã cái cần này tới lui nè. Còn cái này đây mình xây một cái là nó phá cái cần này cứng ngắc luôn nè, không có rút ra rút vô được nè, trả lại nó nhả ra nè, là rút ra rút vô được nè đó. Rồi nó phá hai cái luôn. Như giờ tỷ như giờ mình nhảy, mình đưa cái này lên xuống được nè. Đây mình đưa lên đưa xuống được nè, thấy không? Mình xoay qua đó, xoay qua là nó phá hơi, nó phá cái này lên cái là mình không có đưa lên đưa xuống được nha anh em. Nó xoay cái này một cái thôi là nó phá giữa phá cái này mà giữa phá ga vô này luôn đó nè. Phá rồi cái cặp là cứng ngắc luôn, mở ra nè đó là lên xuống được nè. Đó, ra vô cũng được luôn mà phá là cái là rồi phá kịch cứng ngắc rồi. Còn đây cái chân này là nó ngã ra, ngã cái cần ra vô nè đó. Đó ngã ra thấy không, ngã ra khi mình bỏ cái lớp xe vô rồi bắt đầu ngã vô nè đó. Đó là một chân nha, đó là chân này, chân này đó là cái mâm bung ra bung vô nè đó, ra nè. Cái mâm này là được 500, cái mâm này là được 520 nha anh em. Đây rồi, đây vô nè, đó ra vô ok nha. Đó rồi kế tiếp là ép vỏ. Đây khi mình đang bung ra vậy mình để cái vỏ xe vô rồi nè, cho nó ép vô nè đó, ép vào đạp xuống là ép vô nè đó, buông ra rồi kéo ra ép vô đó, nó ép vỏ vô nè đó rồi ok nha. Con này là chải mâm nè, cái cuối cùng là chải mâm nè nè đó. Con này á là điện 220 pha nha anh em, 220 pha được đó. Anh em nào có nhu cầu sử dụng con tháo lớp này thì liên hệ với số điện thoại là 0938 312 207 nha anh em, công ty Đức Tùng đó. Nó nhiều các chức năng đầy đủ hết ok. Rồi đó thấy không, đó nó phá là cứng ngắc luôn, mở phá ra tụt xuống nè đó thấy không, ra vô cũng vậy luôn, phá lại là không có kéo gì hết, cứng ngắc luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu nó ngã cái cần ra thôi, anh em nào có nhu cầu sử dụng con này thì alo em nha, em xin cảm ơn. Rồi em xin chào nha.